Thiệt. Cái gì mà bao nhiêu vậy em? Iman Ochon đồng. Iman Ochon đồng. Cái con này không nhỉ? Này chủ yếu nó là bột gì em? À, làm từ sữa bò. Hả? Sữa bò. Sữa bò thì phải có bột chứ. Sữa bò bột dẻo qua đường đúng không? Bột dẻo. Hình như có mấy bột dẻo.